Hey, chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong kênh podcast của mình. Thì sau cái video podcast đầu tiên của mình á, thì nội dung nó cũng khá là lủng củng á, và mình cũng không biết bắt đầu tiếp theo với nó là như thế nào. Thì sau một khoảng thời gian mình suy ngẫm và mình đã lựa chọn được một cái chủ đề khá là hay ho và thú vị, và mình nghĩ rằng là cái chủ đề này đang là chưa có ai làm cả, nên là mình sẽ đâm đầu vào làm nhé. Và mình đã lựa chọn cái chủ đề là phổ cập kiến trúc để mà làm podcast. Thì cái mục tiêu mình đặt ra để làm sao để cho nhiều người biết và hiểu về cái lĩnh vực kiến trúc này, không phải là người chỉ ở trong ngành đâu mà còn ở ngoài ngành nữa. Thì cái từ phổ cập á, giống như là cái phổ cập giáo dục ấy. Thực tế thì cái kênh này cũng không phải là một cái kênh chuyên về giáo dục. Cái từ phổ cập này mình đang lấy để mà mình có đem một cái tinh thần, đó là làm sao để cho cái lĩnh vực kiến trúc này nó có thể trở nên rộng khắp, lan tỏa đến nhiều người và nhiều người biết tới nó và hiểu nó. Hiểu ở đây á, là hiểu bản chất của nó và có thể ứng dụng vào thực tế được á. Tại vì đa số mọi người đều nghĩ rằng là ngành kiến trúc là một cái ngành khá là chuyên biệt, và những người học kiến trúc, những nhà thiết kế, cụ thể ở đây là kiến trúc sư á, thì mới là người mà hiểu về nó và ứng dụng nó vào thực tế. Nhưng đối với mình á, cái ngành thiết kế kiến trúc này á, thì ai cũng có thể tiếp cận được, và đơn giản là nó chưa có kênh, chưa có một cái nơi nào đó để mà có thể chia sẻ một cách dễ hiểu, đơn giản để mọi người có thể tiếp nhận nó thôi. Thì hy vọng rằng là cái series này nó sẽ giúp các bạn hiểu về kiến trúc hơn nha. Và mình sẽ bắt đầu với nội dung của video đầu tiên nhé. Đó là kiến trúc là gì và một góc nhìn về kiến trúc của bản thân mình. Rồi, mình sẽ bắt đầu với cái nội dung đầu tiên nhé. Đó là sự hình thành của kiến trúc. Các bạn có bao giờ các bạn thắc mắc rằng là kiến trúc nó bắt nguồn từ đâu và nó đến với chúng ta như thế nào không? Thì mình có thể nhìn lại cái lịch sử của loài người á. Trước đây rất là lâu rồi, thì cái con người nguyên thủy của chúng ta lúc đó còn sống ở theo một cái chế độ theo kiểu như là sống theo kiểu bầy đàn á, và chưa hình thành gia đình hay là chế độ chuyên chế nào đó. Thì vào thời đó, con người mình có một cái năng lực sản xuất rất là thấp, và thường thì cái nền kinh tế chủ yếu liên quan tới việc là săn bắt và hái lượm, là con người mình đi săn này, đi hái lượm để có thể có một cái nguồn thức ăn để mà ăn uống. Thì chính cái việc liên quan tới săn bắt hái lượm nữa làm cho con người ta phải di cư từ nơi này đến nơi khác. Thì ban ngày người ta sẽ săn bắt hái lượm đúng không, nhưng mà ban đêm á, thì người ta cần phải có một cái chỗ để trú ngụ an toàn. Và thường cái lựa chọn tối ưu nhất của họ sẽ là ở trong hang động hay là ở gần vách đá để mà có thể giữ ấm cho cơ thể này và tránh được thú dữ. Nhưng rồi sau đó họ bắt đầu di cư tới những cái vùng đất mà nó gần ở phần đồng bằng hơn. Lúc đó thì sẽ không có núi, không có đồi để có những cái hang động á, thì người ta phải tìm cách để mà có thể có một cái nơi an toàn, trú ngụ khỏi thú dữ và cũng như là thời tiết á. Thì người ta mới bắt đầu kê đá này, xếp đá hay là xếp những cái cành cây như thế nào đó để tạo ra những cái lều, những ngôi nhà bằng đá chẳng hạn, để người ta có thể trú ngụ ở trong đó. Và cái kiến trúc bắt đầu hình thành từ đó. Thì trong cái bộ tộc người nguyên thủy đó, sẽ có một số người người ta khá là trội về lĩnh vực liên quan tới việc, đó là người ta làm những ngôi nhà đá, những túp lều đó, và thường biết đến với những cái túp lều mà người ta có thể xếp gọn lại để mà đem đi được ha. Thì đó là những cái nền móng đầu tiên để mà con người mình bắt đầu xây dựng lên một cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực kiến trúc. Thì sau này khi mà con người bắt đầu có năng lực liên quan tới sản xuất về nông nghiệp và bắt đầu có thể định cư ở một cái khu vực nào đó rồi á, cố định ở một khu vực nào đó để mà có thể nuôi trồng á, thì người ta bắt đầu xây dựng những ngôi nhà kiên cố hơn và cố định ở một nơi. Và từ đó có những cái loại hình liên quan tới nhà ở nè, những cái kho để mà chứa nông sản nè, rồi nhiều thứ khác liên quan tới những công trình công cộng như rằng là đền thờ, rồi nhà liên quan tới cung điện của nhà vua chẳng hạn. Thì đấy là sơ lược hình thành của kiến trúc mà mình có thể giới thiệu cho các bạn nhé. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn á, thì các bạn có thể tìm đọc cái cuốn Spadian, lịch sử loài người nhé. Thì cuốn đó nó cũng có một phần nào đó liên quan tới kiến trúc ở trong đó đó, và cũng như là những cuốn liên quan tới lịch sử kiến trúc chẳng hạn. Rồi, đó là sự hình thành của kiến trúc. Tiếp đến là cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là định nghĩa của kiến trúc. Thì cái này nó khá là hàn lâm để mình đọc cho mọi người nghe nhé. Đó là kiến trúc là ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Nghe nó hơi phức tạp đúng không? Mình có thể tối giản lại theo cái ý hiểu của mình á, với cá nhân mình á, thì kiến trúc là những công trình nhân tạo nhằm bảo vệ con người khỏi những hiểm họa hay đơn giản là những tác động từ môi trường bên ngoài như là thời tiết hay là những cái sinh vật ha, hổ báo rồi đấy, kiểu như thế, những con vật mà hung dữ á. Thì đó là một cái cách hiểu đơn giản nhất của kiến trúc. Thế thì cái người mà xây dựng những công trình đó lên thì người ta được gọi đó là kiến trúc sư, là người sáng tạo, thiết kế ra những công trình đấy. Mình có thể nhìn nhận lại một chút như thế này. Lý do tại sao mà chúng ta bắt đầu phát triển cái ngành liên quan tới kiến trúc
nó vượt bậc như thế này. Các bạn có thể thấy được rằng là bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường á, thì toàn là nhà, toàn là đường xá, xe cộ, đúng không? Nào rằng là cầu, rồi cống, rồi tùm lum tùm la thứ hết. Thì liên quan tới hết toàn bộ cái đó, người ta gọi là những cái công trình kiến trúc. Thì toàn bộ những cái công trình mà mình thấy ở ngoài kia á, thì nó đều phục vụ với một cái nhu cầu mà tối cần thiết nhất đối với con người, đó là nhu cầu an toàn. Thì cái sự an toàn là một trạng thái mà con người mình cảm thấy được bảo vệ khỏi những cái tổn hại từ bên ngoài, giống như là do thời tiết hay là do những cái sinh vật ngoại lai. Ngày xưa thì ông cha ta ở những cái vùng hoang sơ, nên chúng ta lại muốn sự an toàn với những cái con thú vật ở trong rừng, đúng không? Nhưng mà đối với hiện tại thì con người lại muốn có một không gian làm sao để bản thân cảm thấy an toàn với cái xã hội ngoài kia. Thì các bạn sẽ thấy với bản thân các bạn cảm thấy an toàn nhất khi các bạn ở đâu? Phải ở nhà không? Chính xác là ở nhà luôn đó. Và sẽ không có một cái nơi nào mà bạn cảm thấy an toàn hơn ở nhà đâu. Tại vì nó là một cái nơi mà gắn liền với tuổi thơ của bạn này, gắn liền với những cái hành động của bạn, và bạn luôn luôn cảm thấy được an toàn trong ngôi nhà đó và trong cái công trình kiến trúc đó. Và cái này nó giống như là việc là an cư lạc nghiệp của các bạn. Các bạn có muốn làm cái điều gì nhưng mà cái chỗ ở của các bạn mà không an toàn thì các bạn cũng không thể làm được mọi việc nó tốt được á. Và kiến trúc là một cái ngành nằm ở trong 7 cái ngành truyền thống của nghệ thuật. Thì nếu các bạn chưa biết 7 ngành truyền thống của nghệ thuật thì mình có thể liệt kê ở đây, đó là kiến trúc này, điêu khắc, hội họa, văn học, âm nhạc, biểu diễn và điện ảnh. Thì kiến trúc là một trong những ngành truyền thống mà mình tin rằng nó xuất phát đầu tiên, nó được tạo ra đầu tiên. Thì vì kiến trúc là một trong những cái ngành nghệ thuật nên là những cái công trình kiến trúc cũng được trang trí và cũng được thiết kế theo tính thẩm mỹ rất là cao. Và cái người thiết kế kiến trúc á, thì người ta cần phải có những cái chuyên môn nhất định về liên quan tới nhìn nhận cái đẹp nè, về thiết kế, về sáng tạo, về mỹ thuật để mà có thể thiết kế ra một công trình nó tối ưu, làm sao cho cái công trình đó nó vừa tối ưu về công năng này, phù hợp với gia chủ và cũng như rằng nó phải sinh động, nó phải đẹp nữa. Thì những kiến trúc sư này ngoài cái chuyên môn liên quan tới chuyên ngành thiết kế, những công việc liên quan tới thiết kế ở ngoài công trình á, thì những người thiết kế này còn có thể tham gia vào những cái lĩnh vực liên quan tới thiết kế quản lý khác. Ví dụ như là quy hoạch đô thị này, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, quản lý đô thị, quản lý giám sát dự án, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, hay cả về cái thiết kế liên quan tới tạo dáng công nghiệp để mà tạo ra những cái bàn, cái ghế theo kiểu dáng công nghiệp với các mọi người. Đấy là sơ lược qua những cái việc mà ông kiến trúc sư có thể làm, đúng không? Thì các bạn có thể thấy được rằng là kiến trúc sư có quá nhiều mảng để mà có thể hành nghề, đúng không? Thì đối với bản thân mình á, thì mình đang chọn chuyên biệt, đó là kiến trúc dân dụng. Các bạn có thể hiểu từ dân dụng đó là cái người dân, người ta dùng cái công trình nào thì mình sẽ thiết kế ra những công trình đó. Ví dụ như nhà ở này, quán cà phê hay là nhà hàng, siêu thị đấy, thì những cái công trình dân dụng là mình có thể thiết kế được. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái nội dung tiếp theo, đó là kiến trúc và vai trò của nó đối với xã hội. Thì cái việc liên quan tới kiến trúc hồi nãy giờ mình có liệt kê rồi đó, thì cái yếu tố quan trọng nhất của kiến trúc nó phục vụ cho con người, đó là đảm bảo được sự an toàn của con người trong cái cuộc sống của họ, đúng không? Thì ngoài ra kiến trúc nó cũng giúp cho những cái việc liên quan tới hoạt động con người nó được tối ưu, được nhanh hơn. Ví dụ như những công trình liên quan tới cầu đường, nó sẽ giúp chúng ta di chuyển một cách nhanh hơn, thay vì chúng ta phải bơi qua sông, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể đi qua cầu và nó nhanh hơn, nó tiện hơn rất là nhiều. Cũng như là cái không gian làm việc, cái không gian sống của các bạn mà nếu được bố trí thiết kế nó tối ưu á, thì mình có thể sử dụng cái không gian tối ưu đó để mà có thể tạo ra những cái sản phẩm hay là có thể sống một cách thoải mái ở trong ngôi nhà đó. Và có một đặc điểm nữa, kiến trúc là một cái minh chứng rất là rõ ràng về cái sự phát triển của xã hội. Ví dụ như các bạn có thể thấy được rằng là có những cái đô thị, nó có những cái tòa nhà độc trời nó rất là cao, đúng không? Rất là sang trọng, nào là ánh đèn lấp lánh, nào đường phố nó này kia. Thì đó nó cũng đang thể hiện ra cái bộ mặt của xã hội. Có nghĩa là công trình kiến trúc khi mà mình nhìn vào trong một cái vùng đất nào đó, mình thấy những công trình kiến trúc, những cái dịch vụ trên cái công trình kiến trúc đó, mình có thể dự đoán được cái cấp hay là những cái mức độ sống tiện nghi của những con người ở trong cái khu đô thị đó, khu ở đó. Vì kiến trúc nó đang thể hiện rất là rõ về bộ mặt về xã hội á, nên nó cũng phản ánh rõ cái tình hình kinh tế của cái quốc gia đó luôn. Thì khi chúng ta nhìn vào cái đô thị thì chúng ta cũng biết được rằng là cái quốc gia đó nó có phát triển hay không, hay là cái nền kinh tế của nó có vững mạnh hay không. Đó là nhìn theo kiểu tầm xa nhé, nhìn vào một cái thành phố. Và chúng ta hãy quay lại, chúng ta nhìn lại ở một cái cá thể đi. Thì khi các bạn nhìn thấy được một cái công trình nào đó, một ngôi nhà của ai đó mà nó lộng lẫy, nó đẹp, nó sang trọng, nó bề thế, nó to, thì đảm bảo rằng là người đó người ta có kinh tế và mình có thể sang bằng qua một bên, đó là người ta cũng có một cái địa vị khá là rõ ràng trong xã hội. Ok, chúng ta đến với cái nội dung cuối cùng, đó là những ai cần biết về kiến trúc. Thì cái này chắc rằng là nhiều người đã hình dung được rằng là cái người đầu tiên
mà cần biết về kiến trúc, đó là các kiến trúc sư, đúng không? Tại vì kiến trúc sư là người đứng ra để thiết kế cái công trình đó, nên là ổng là người đầu tiên phải biết nó. Nhưng mà các bạn cần biết một điều nữa, đó là cái người sử dụng á, là người này người ta cũng phải cần biết về kiến trúc. Tại vì nếu cái người sử dụng cái công trình kiến trúc mà không biết về kiến trúc, không hiểu về kiến trúc, thì người ta sẽ không có thể làm việc với cái kiến trúc sư để mà thiết kế ra cái công trình phù hợp với nhu cầu họ được. Thì khi mà mình làm việc với khách hàng của mình, những cái chủ đầu tư liên quan tới thiết kế công trình, thì khi mà mình thiết kế và mình trao đổi với khách hàng á, mình sẽ hỗ trợ để làm sao cho người ta hiểu về kiến trúc hơn, hiểu về cái không gian, cái công năng, cũng như là hiểu về cái nhu cầu của họ hơn, để mà mình có thể thiết kế ra một công trình phù hợp với chính bản thân họ. Ok, đó là toàn bộ những cái nội dung trong tập podcast này. Hy vọng rằng cái nội dung của podcast này nó hữu ích tới các bạn. Thì đây cũng là một trong những cái podcast đầu tiên mà mình có thể giúp bạn tiếp cận với kiến trúc dễ hơn nhé. Thì với chủ đề liên quan tới phổ cập kiến trúc này, thì cái việc tiếp cận mà mình nghĩ rằng nó tối ưu nhất và nó đơn giản nhất để mà mọi người có thể hiểu nó, thì mình sẽ làm chuyên biệt về mảng kiến trúc liên quan tới nhà ở nhé. Và những cái tập podcast sau thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về kiến trúc nhà ở, kiến trúc nhà dân dụng, để các bạn có thể hiểu hơn về kiến trúc. Thì nếu các bạn thấy cái podcast của mình hữu ích á, thì các bạn có thể like và follow cái podcast này, cũng như những bạn đang xem cái video podcast này của mình trên kênh YouTube á, thì có thể cho mình một cái subscribe, like cái video này, cũng như là chia sẻ video này tới những cái người thân của mình, những bạn bè của mình, để giúp bạn bè của bạn có thể hiểu về kiến trúc nhiều hơn nha. Và mình là Quách Minh Tiến, kiến trúc sư, đến từ kênh podcast phổ cập kiến trúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Thì người ta bắt đầu trở thành chuyên gia để làm những không phải trở thành chuyên gia đó. Thì trong cái bộ tập đó, thì trong cái bộ tập người nguyên thủy đó, sẽ có một số người người ta khá là trội về lĩnh vực liên quan tới việc đó, là người ta làm những ngôi nhà đá, những túp lều đó, thì cái kinh nghiệm của họ